Hello mọi người, đây là video ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch. Ok, bắt đầu, let's go. Một tuần trước ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch. Hello mọi người, mình là Minh Anh Hoàng đây. Thì đây là một tuần trước khi mà ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch diễn ra. Ok, trước cái ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch thì mình phải mua đồ dùng học tập mới. Thì mình đã mua gần hết rồi, đây nha mọi người. Mày nhìn mặt tao có vui không? Đây thì mình đã mua gần hết rồi đó. Nhưng mà còn một vấn đề nữa mình chưa để ý, đó chính là cái cặp của mình. Đây là cái cặp của mình đã đi theo mình từ hồi lớp 9 đến bây giờ. Có nghĩa là gần 3 năm rồi mọi người ơi. Gần 3 năm rồi. Nói chung mà nhìn vẻ bề ngoài của em ấy thì nó chẳng gì đúng không? Nhưng mà để mình luồn tay vào đây cho mọi người xem nhá. Đây, mình luồn tay vào đây mà nó ra tận đây luôn. Có nghĩa là bên trong nó đã rách nát gần hết rồi. Ok, lát nữa mình sẽ vào Aeomore để mua cặp mới nha. Thực ra là nói mua cặp mới thôi, chứ mình thấy cái gì hay hay mình mua luôn. Yeah. Ok, đây là cái sân thượng nhà mình. Còn bên kia là Aeomore. Đây nè. Đây nè, mọi người thấy gì chưa? Đây là Aeomore nha. Mình đi vào luôn đây. Nắng quá, nóng chân, nóng chân quá, nóng chân quá. Ok, lên đường thôi. Boom, một phát tới luôn rồi nè, đây là Aeomore nha. Mình đi vào lúc 1 giờ trưa nên bây giờ vắng lắm, chả có ai luôn ấy. Thực sự thì mình rất thích cái cảm giác ấy luôn ấy, như kiểu cả Aeomore của mình luôn ấy. Giờ thì mình đã lên được tầng 2 rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm cái cặp. Đang đi thì bắt gặp em hút bụi này luôn ấy. Ui dồi ôi, làm mình nhớ đến thằng Tí và thằng Tèo nhà mình quá. Ok, mình đã đến được kho tàng của những chiếc cặp rồi đây. Yeah. Nhưng mà ở đây chỉ bán cặp cho học sinh cấp 1 thôi, mình là học sinh cấp 3 mà sao mà dùng được. Đi từ nãy đến giờ toàn thấy quần áo trẻ em thôi, chả thấy cái su chiêng nào cả. Mày đàn ông trai mày mua su chiêng chi? Mình đã tìm được một chỗ cũng bán cặp nhưng mà vẫn toàn học sinh cấp 1 thôi. À nhưng mà không phải, mấy cặp này không hợp với mình. Trời ơi, cái gì thế? 6 triệu luôn á? Cái cặp thôi mà cần gì đến 6 triệu? Đang đi thì tự nhiên nhớ ra là hình như ở trên tầng 3 không có bán đồ dùng học tập mà chỗ đấy nó rộng cực kỳ luôn. Thế là mình quyết định phóng lên tầng 3. Đây rồi nè, đúng chỗ mình cần tìm luôn. Mọi người có nhìn thấy những chiếc cặp không? Đúng là chỗ mình cần tìm rồi. Sau khoảng nửa tiếng lựa chọn thì mình đã quyết định ring em này về. Đây chính là tổng thiệt hại của em nó và những món đồ khác. Một ngày trước ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ quyết định với một quyết định rất là khó khăn, đó chính là cắt tóc. Đây là cái tóc mà đã đi theo mình suốt cả một mùa hè và suốt cả một mùa dịch. Thực ra là mình không muốn cắt tóc một chút nào luôn ấy, nhưng mà cô giáo của mình không cho mình để tóc dài. Mình rất là tiếc khi mà cắt tóc luôn ấy. Hey, dù không muốn nhưng mà bắt buộc phải cắt thôi. Mình đang ở tiệm làm tóc đó. Look at my face, lúc này là mình đang tràn trề sự đau khổ luôn đó. Nhìn mặt mình thì biết. Cuối cùng mình cũng đã cắt xong rồi đây, look at my face. Trời ơi, thằng nào đấy chứ không phải là mình đâu. Thì bây giờ mình đang khá là sốc bởi vì cái tóc của mình nó ngắn thế. Không hiểu sao nó lại ngắn mức độ như vậy luôn ấy. Ok, bây giờ đã là 9 giờ tối và chúng ta hãy bắt đầu chương trình What's in my bag? Nếu mà không ghép nhạc với cả ghép chữ ấy, thì trông mình như thằng dở hơi không? Đây chính là chiếc cặp mà mình mới mua trong y ông vào ngày hôm trước. Và sau đây là những thứ mình mang đi học. Trước mình bắt buộc phải mang laptop, rồi thì mình sẽ mặc áo khoác đồng phục, mang cái quen chuyện đi cho xinh. Ok, thứ đầu tiên mà mình mang đi học chắc chắn là hộp bút rồi. Tiếp theo là chiếc gương này. Chiếc gương này cực kỳ xịn luôn nhá. Có cả kim tuyến luôn nè. Look at this. Quá là xịn. Công dụng của chiếc gương này khá là thần kỳ luôn nha. Khi mà mình bị bụi bay vào mắt thì chúng ta chỉ cần soi gương, dùng tay để lấy bụi ra, thế là xong luôn. Chưa hết đâu, sau đó lấy cái lọ này để nhỏ vào mắt của mình, vậy là xong luôn. Một combo quá là hoàn hảo. Tiếp theo là giấy thấm dầu. Bởi vì mặt mình quá nhiều dầu cho mình phải thấm thôi. Tiếp theo là một chiếc bình siêu to khổng lồ để đựng nước. Sảng khoái quá. Sau đây là những thứ mà mình bắt buộc phải mang đi học. Đầu tiên là quyển Atlas này để mình học địa. Tiếp theo là một tập giấy kiểm tra. Cứ cầm theo đi, biết đâu đó ngày mai sẽ có một bài kiểm tra 15 phút hả? Tiếp theo là một miếng bìa kẹp giấy, nhưng chưa có gì đâu. Và một thứ vô cùng quan trọng trong việc tính toán đó chính là iPhone 7 Plus.
Thực ra đây không phải là hàng thật đâu, đây hàng fake đấy. Đây mới gọi là hàng thật nè, đó, hàng real nè, hàng fake, hàng real, hàng fake. Yeah, giống nhau như đúc luôn. Thôi đùa tí mà, thực ra đây là cái máy tính của mình nha. Đó, máy tính của mình đó. Và cuối cùng đó chính là sách vở rồi, nếu không có xăm học được. Ok, chuẩn bị như vậy là xong rồi. Thì bây giờ là hành trình ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch chính thức được bắt đầu. Hello mọi người, mình mới ngủ dậy đây. Hey, lâu lắm rồi mới dậy sớm như vậy đó. Đó, vừa mới dậy xong lại ngáp tiếp rồi, buồn ngủ khủng khiếp luôn ấy. Không biết là mọi người đã từng trải qua cảm giác này chưa ấy. Khi mà bình thường mình ngủ muộn ấy, xong rồi mình thức dậy muộn ấy, thì ngủ nướng rất là sướng đúng không? Nhưng mà bây giờ đột nhiên một ngày mọi người phải dậy rất là sớm, thì mọi người hiểu cảm giác này không? Cái cảm giác nó lạ mà nó khó chịu không tả nổi luôn ấy. Còn chắc những bạn nào mà hay dậy sớm buổi sáng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cảm giác này đâu. Thì bạn là nhất rồi. Ok, mọi người nhìn mình biến hình để đi học nha. 2, 3, boom, yeah, xong rồi. Đỉnh chưa, được của nó. Bây giờ xách cặp lên và đi học thôi. À mà nhớ đeo khẩu trang vào nha. Mà mọi người thấy cái khẩu trang của mình nó giống mỏ vịt không? Mình không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà mình thấy cái này giống mỏ vịt hơn. Nhưng mà được cái đeo khẩu trang này thì nó thoải mái cực kỳ luôn ấy. Đeo như không đeo luôn. Ok, mình đi học đây. Lớp học của mình là ở tầng 3 cho nên là mình phải leo lên tầng 3 thôi. Mình chả hiểu luôn nhá. Lớp 10 thì học tầng 1, lớp 11 thì học tầng 2, giờ lớp 12 học tầng 3, không hiểu sao luôn. Mình đã vào lớp rồi đây. Lô. Không ai trả lời luôn. Lớp mình lúc này chỉ có mấy người thôi, xem ra thì mình cũng đến sớm đấy chứ. Mọi người thấy lúc này da mặt của mình đen đi không? Thì đúng rồi, bởi vì có ai bật đèn lên đâu. Ok, mình ăn sáng đây. Đây là bánh sữa chua nha, với cả nước trà mình mang từ nhà đi nữa. Bỏ khẩu trang ra mới ăn được nè. Mình đã ăn xong rồi đây. Lúc này chưa có trống nhưng mà cô giáo của mình đã bước vào trước để nhắc một số điều. Tập trung chưa kìa. Mình muốn nhắc trước là cái đồng hồ này nó bị hỏng rồi, cho nên là không đúng giờ đâu. Mình đã thấy hai con nợ của mình đi vào lớp rồi, giờ đi đòi đây. Yeah 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 yeah. Chuyên mục đòi nợ. 160.000 bạn ơi. Cho mình xin lại iPhone. Lại chiều. Lúc này thì cô mình vào lớp này hết hồn luôn. Đi đòi nợ kiểu này chắc chết quá. Tiết đầu tiên của mình là tiết sinh hoạt, cho nên là mình đang tập trung nghe cô giáo nói về một số vấn đề gì đấy. Thực ra là không tập trung lắm đâu, bởi vì mình đang quay lén mà. Ok, vậy là tiết sinh hoạt cũng đã hết rồi. Và mình đang cảm thấy rất là đau khổ luôn ấy. Bởi vì cô giáo mình bắt cắt thêm tóc. Mà hôm qua mình mới cắt xong, bây giờ cô giáo anh bắt mình cắt thêm. Mọi người cũng đã biết là hôm qua mình đã rất đau khổ vì vấn đề cắt tóc rồi, và bây giờ mình phải cắt thêm. Khổ thế chứ. Tiết 2 là mình học hóa, cho nên là mình đã lôi vở hóa và sách hóa ra rồi. Chẳng lẽ lôi cái gì ra. Bây giờ mình đang nỗ lực để phát triển cái bảng này đây. Đây là bảng hydrocarbon, và đây là chữ của mình. Mình biết chữ mình rất xấu mà, không cần phải nói đâu. Còn đây là nhỏ lớp trường của mình. Muốn được lên sóng cho nên là mình cho lên luôn. Lên luôn. Mình mới hoàn thành xong cái bảng này rồi và lại có thêm một bảng nữa. Cứ tưởng làm xong rồi thì ngồi chơi, ai ngờ làm thêm bảng nữa. Nhìn thì nó ngắn thôi nhưng mà tra từng cái một ra thì mất thời gian cực kỳ luôn. Cuối cùng mình cũng làm xong rồi và cũng đã hết tiết luôn rồi. Ok, tiết toán này khá là vui bởi vì cô giáo mình tổ chức cho lớp mình một trò chơi khá là vui. Vui quá là vui. Thực ra vui vì cái tiết này không học gì cả. Cái trò này tên là hãy nghe lời tôi nhưng đừng làm theo tôi. Mình đang edit đoạn này. Thực ra thì cái trò này nó không có gì là khó khăn cả. Khi mà cô giáo nói mình đi ngủ ấy, nhưng mà cô giáo mình ra ký hiệu là ăn cỏ thì mình phải đi ngủ. Còn nếu như mình ăn cỏ thì là mình sai. Đó, như vậy đó, hiểu chưa? Đó, luật chơi của trò đó là như vậy đó. Bây giờ xem mình chơi nha. Luật chơi là người nào đa thì phải chịu phạt. Ok, sau một hồi chơi thì đã có 5 người đai rồi nha. Và tất nhiên không phải là mình, bởi vì mình tỉnh mà, mình rất là tỉnh luôn. Ok, hình phạt đó chính là một người hát và 4 người còn lại phải múa theo. Ok, vì quyền riêng tư cho 5 bạn thua là bởi vì tay nhanh hơn não, cho nên là mình dừng video tại đây thôi. Ý mình là dừng video này.
rồi. Nói chung là tiết học này quá là vui đấy. Úi dùi ui, ngày đầu tiên đi học mà đã nhận giấy khen rồi. Giải ba công dân nha. Đáng nhẽ mình nhận cái này từ năm ngoái nhưng mà do nghỉ dịch cho nên mới dám nhận được. Ok khoe thế thôi. Bây giờ mình sẽ học môn gọi tên là ngữ văn. Bởi vì nó là văn nên gọi ngữ văn thôi. Có một điều mình không hiểu là tại sao thầy mình lại không dùng tivi mà lại dùng máy chiếu nhở? Bởi vì mình thấy là trên tivi thì nó nét hơn ấy. Với cả có một vấn đề quan trọng nữa đó là mình ngồi bàn cuối cho nên là mình sẽ bị đứa cao hơn che mất gần hết cái màn hình máy chiếu. Đó là lý do tại sao mình muốn thầy chiếu trên tivi. Ok, mọi người nhìn thấy mặt mình ở đây là mình muốn nói thêm một vấn đề nữa rồi. Đó là thầy mình đã có máy chiếu rồi mà sao lại vẫn viết lên bảng nhở? Lạ lùng thật đấy. Ok, mặt của mình khá là nhiều dầu rồi, xem mình thấm đây. Thì cái tiết cuối này nó chỉ học tiếp cái tiết 4 kia thôi nên là nó chả có gì đặc biệt cả. Mình đã về nhà rồi đây, bye bye nha. Ê khoan, chưa xong đâu, chưa xong được đâu, mình học buổi chiều nữa mà, nhanh nha. Đây chính là gương mặt của bà La khi mà thấy mình về nhà đó. Ủa sao vậy? Nè, đây nè, đó, mình không hiểu sao luôn đó. Đó, như vậy đó, mình không biết diễn tả như thế nào luôn. À còn đây là bà Mích nha mọi người, thành viên mới của gia đình mình. Cũng đã về nhà mình được hơn một tuần rồi. Yeah, đây chính là khoảng thời gian mà sướng nhất trong ngày luôn. Ok, tranh thủ cái lúc mình đang rảnh thì mình sẽ edit video. Bởi vì bây giờ mình đã đi học rồi cho nên là sẽ không có nhiều thời gian rảnh đâu. Cho nên là rảnh lúc nào, edit lúc đấy. Trưa nay mình sẽ ăn bánh đa nha, nè, bánh đa trắng cộng bánh đa đỏ luôn. Ăn mấy cái món nước này thì phải cho chí trương vào. Mà chí trương là gì thì anh em Hải Phòng biết nhá. Bánh đa này nó ít topping nhưng mà nó vẫn ngon nha, xuất sắc luôn. Sau chưa đầy 5 phút mình đã giải quyết xong em này rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi edit tiếp thôi. Mọi người biết tại sao chỗ này nó lại tèm lem thế này không? Để mình kể cho. Có một vụ tai nạn vừa xảy ra, mình lỡ làm đổ sữa ra đấy rồi. Rồi xong, một buổi trưa tốn cả công để dọn. Giờ thì làm sao mà edit với cả ngủ trưa tí đi học nữa. Ok, bây giờ đã là 2 giờ 10 phút rồi. Mà 2 giữa mình phải đi học buổi chiều. Bây giờ mình biến hình luôn đây. Chuẩn bị nha, 3, 2, 1, boom. Rồi đỉnh trưa, quá là đỉnh luôn. Vì chiều nay học thể dục cho nên là mình không cần mang cái gì đi cả. Mình chỉ mang mỗi máy quay đi thôi. Quay để cho mọi người xem mình học thế nào. Mình đã quay trở lại trường rồi đây, mọi người nhìn đi. Rồi, đông chưa, đông nghịt luôn. Đang là 2 giữa cho nên là trời khá là nắng đấy. Đây nè, lớp mình mới có mấy bạn đến thôi. Nói chung là mình cũng ra rất là sớm luôn. Để mình cho mọi người xem cái này nhá. Trường mình có phòng riêng uống nước luôn nè. Đây là phòng nước uống tinh khiết. Ở trong này sẽ có một cái gương rất là lớn. Đó, mình nè. Và nguồn nước ở đây là vô hạn. Uống bao nhiêu cũng được luôn. Ok mọi người, thì con nợ iPhone mới giả máy cho mình đây. Yeah, mượn từ trước hè bây giờ mới có dịp để trả được. Oh my god, mình đã thấy bóng dáng của con nợ số 1. 160k. Ok, chạy theo luôn. 160.000 bạn ơi. Mang đi không. Ok. Ok, như vậy là mình đã đòi nợ xong hết rồi. Ok, đã đến giờ học rồi. Bây giờ cả lớp chúng mình sẽ ra ngoài cổng trường để học. Tiết thể dục của trường mình là thế đấy. Lúc thì học ở trong sân trường, lúc thì ra ngoài học. Còn bây giờ đang ra ngoài nha. Mình đã ra ngoài rồi nha. Đó, cổng trường mình đằng sau lưng mình đấy. Nhịp điệu nhịp ta cha cha. Ok, mình vừa học xong tiết 1 rồi. Tiết 1 vừa rồi chỉ có khởi động xong rồi làm mấy động tác cơ bản của cha 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 thôi. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để mình vào căn phòng này đây. Xin nhắc lại, nguồn nước ở đây là vô hạn, uống bao nhiêu cũng được. Để mình review con bạch tuyết của trường mình nha. Đây nè, đây chính là con bạch tuyết của trường mình nè. Sau một vài tháng hè thì em nó dậy thì rất thành công luôn. Giờ đã trở thành hot boy, à nhầm, hot dog của trường mình rồi. Cuối cùng mình cũng đã chiến đấu xong một ngày đi học rồi. Lúc này là mình đã khá là mệt rồi đấy. Chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà thôi. Ok, mình lấy xe và về đây. Ok, sau khi về nhà thì việc đầu tiên mình làm lúc này đó chính là đi tắm. Vì sao á? Bởi vì hôi quá rồi phải đi tắm chứ làm sao nữa. Mình vừa mới tắm xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ lau khô đầu đã. Đã ngứa cực kỳ.
bây giờ mình sẽ chuẩn bị đưa ra một quyết định. À không phải, cái này không phải do mình quyết định, mà là do cô mình quyết định thì đúng hơn. Đó là mình sẽ đi cắt tiếp tóc đây. Nói chung là rất là buồn và đau khổ, nhưng mà không thể làm gì được. Ok, xong rồi đây, tóc ngắn thế này mà cô mình không chịu nữa thì mình cũng đành chịu thôi, chẳng biết làm gì được nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch rồi. Bye bye.